À, hết sức quan trọng. Quan những cái trận cầu như vậy giúp chúng ta trưởng thành hơn. Và thì qua những đấu như vậy các bạn nhìn thấy như thế, mình cố gắng phấn đấu, cố gắng chuẩn bị và tốt hơn để khi mình gặp những cái trận đấu như thế chúng ta vượt qua. Mình rất đáng tiếc là những cầu 30 giây cuối cùng mình một các bạn và không tập trung để ra cái bóng, ra dự bóng không ai á đứng xem, đó là cái chuyện đã qua rồi. Tại muốn các bạn ok lấy đây là một bài học kinh nghiệm đó. Qua trận bóng mà chúng ta cần nhận hơn, chúng ta biết chúng ta phải làm gì đó, tập luyện làm sao sinh hoạt như thế nào mọi thứ để tốt hơn. Không sao hết, chúng ta về còn lại từ bị cái vòng loại châu Á, vòng loại châu Á nó sẽ khắc nghiệt, chúng ta cũng được lợi thế thi đấu trên sân nhà không? Đấy, chỉ còn là những cái đối tượng nó sẽ khắc nghiệt chúng ta. Từ đây chúng ta quyết tâm là làm sao đừng để bị rơi nước mắt, chứ nào? Ok. Từ đây chúng ta đứng lên mạnh mẽ, phấn đấu tập luyện cho thật tốt, được chưa nào? Mọi người đứng ra chụp hình đi ạ. Để quý vị ở đây, chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi không thể làm nếu chúng tôi trận đấu ngày hôm nay mà chúng tôi thắng được Indo là đội bóng chúng tôi là thắng nhân nhận huy chương. Đội Mỹ tôi không cái hành động đó nó như xoa dịu cho đội bóng chúng tôi đi về cái kết quả thua trận rồi. Tôi nghĩ là như thế. Ok, sau trận đấu này chúng tôi cũng là một bài học rút kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi thi đấu dưới một cái áp lực rất lớn như thế. Áp lực rất lớn từ phía khán giả, áp lực rất lớn từ phía trọng tài. Qua cái trận đấu vừa rồi chúng tôi là một bài học để chúng tôi trưởng thành hơn. Và chúng tôi cũng sẽ cái thời gian sắp tới chúng tôi đã chuẩn bị cho